Xin chào toàn thể các quý vị và các bạn đã theo dõi kênh của Luột Máy Cưa. Hôm nay là ngày 8 tháng 10 thì cửa hàng Cứu Ngày lại xin lên sóng cho anh em một lô máy cưa xích hàng Nhật bãi nơi đi anh em nha. Ồ thì ngoài trời thì nó cũng đang mưa rất là nhiều anh em ạ. Tính cầm cái lô máy này ra thì ra cái ngoài sân này để quay thì cho nó cái hình ảnh video nó được sắc nét và đẹp. Nhưng mà ngoài trời nó mưa nó tạt quá anh em. Phải vào trong nhà để ngồi quay cho anh em, vì đôi khi có hình ảnh thì nó có xấu một tí xíu thì anh em cũng cố gắng xem giúp cả chúng em anh em nha. Đấy, hôm nay thì chúng em thì lên sóng cho anh em một lô máy cưa xích và có phân chia theo thành hai hàng. Nếu mà anh em xem video nhiều của cả chúng em rồi thì anh em cũng biết ạ. Những cái hàng bên trên này thì cả chúng em thì chuyên là đạt những sản phẩm cao cấp, hàng chất lượng, những sản phẩm máy cưa mà chuyên để sử dụng khai thác tầm trung, khai thác chuyên nghiệp anh em nhá. Đấy, những giá thành thì nó cao, nói chung là cao đấy, để cho anh em về sử dụng chuyên nghiệp và những con mà để khai thác thì thôi anh em nha. Còn nếu mà nhu cầu của anh em mà về sử dụng gia đình thôi, kinh tế thì học sinh sinh viên, kinh tế thì không được nhiều, khoảng trên dưới 2 triệu gì đấy, thì nếu mà anh em thì anh em hãy tham khảo cho em những cái lô ở hàng bên dưới anh em nhá. Đấy, hàng ở bên dưới này đây thì những cái con này thì để cho anh em về sử dụng gia đình được. Và đánh dấu ký tự ngày hôm nay là lô chữ R này, lô chữ R1 cho tới R8. Và những con số ở đây là giá thành của cây máy nhá. Giá này thì em đã công khai lên từng con rồi. Giá này thì đã bao gồm phí vận chuyển và tặng kèm phụ kiện, tặng kèm đồ nghề là một tích mở buji, một chiếc rũa và một tô vít chỉnh. Và bảo hành cho anh em lên đến 6 tháng sử dụng. Và khi đặt hàng của cửa hàng chúng em thì không cần cọc trước, nên là anh em đặt hàng thì có thể hoàn toàn yên tâm. Đấy, không cần cọc trước nên là anh em hoàn toàn yên tâm anh em nha. Hôm nay thì chèn trong hôm nay có 8 con máy thì chỉ có duy nhất con này thì nó là hàng máy mới thôi, thì chèn duy nhất một con thôi để bán thanh lý cho anh em nhu cầu sinh viên. Còn nếu mà anh em thích hàng bãi Nhật thì từ con R2 cho tới con R8 đều là hàng bãi Nhật anh em nha. Hôm nay có cả STIHL này, Shindaiwa này, Echo này và Hitachi, Tanaka. Đấy là những hàng bên trên này là toàn những con VIP rồi, tí nữa em sẽ giới thiệu cho anh em. Ôi, con đầu tiên đây anh em. Con này thì ngay đầu video em đã nói là con này nó là hàng thanh lý cho anh em. Giá thì nó rất là phải chăng cho anh em luôn, 1650. Nếu mà để nhu cầu mà theo em khuyên thật nhá, mà nếu mà với cái giá thành như thế này mà để cho anh em lựa những cái con máy hàng Nhật bãi ấy, thì nó cũng có trên thị trường đấy. Nhưng mà những cái con đấy nó là hàng cực kỳ cổ rồi. Đấy, nó cực kỳ cổ thì nó mới có giá thành như thế thôi. Còn hàng Nhật bãi nếu mà xài mà ngon trở lên ấy, thì nó phải tầm khoảng 1,9 triệu đổ lên thì anh em mới lựa chọn mà xài ok được. Chứ còn nếu mà giá mà như thế này ấy, thì em khuyên anh em thì nên lựa hàng mới, lên lựa hàng mới hơn anh em nhá. Đấy, những cái hàng cổ thì anh em xài nó cực kỳ chán luôn, cực kỳ dở luôn anh em. Nó không được bằng hàng mới đâu, mà đến nữa hỏng hóc nha. Anh em sửa chữa ấy, thì mua bán trên thị trường phụ tùng nó hầu như là không có. Đôi khi hỏng cái là vất luôn cây máy đi. Thay vì đấy ấy, thì cả chúng em sẽ không bán những cái hàng giá rẻ như thế, mà thay vì đấy thì cho anh em một con máy mới để cho anh em về nhu cầu anh em sử dụng nha. Con này thì cần đi kiếm cơm được luôn anh em. Con này thì công suất nó khỏe lắm, lên đến 52cc lận cơ. Con này về khai thác ok luôn, khai thác keo, khai thác chàm thì quá là ok luôn nha. Lam của nó lên đến 55cm. Đấy, tích hợp chụp giật trợ lực cho anh em. Và cân nặng con này thì nó khoảng tầm khoảng tầm 6kg đấy anh em. Khoảng 6kg, cả là lam xích đầy đủ. Đây, 2 ốc chân lam này. Con này là đập thùng đổ ra nha. Con này là đập thùng ra nha, chứ không phải là hàng máy cũ đã qua sử dụng đâu ạ. Đấy, nếu mà khuyên mà giá như thế thì mà về sử dụng gia đình thôi thì con này thì cũng cực kỳ bền nha anh em nha. Về nếu mà anh em sử dụng cắt chơi, cắt gia đình thôi thì con này thì nó quá là ok luôn. Tại vì em bán rất là nhiều. Và với cái giá thành như này thì anh em sử dụng thì nó không thể chê điểm gì nữa rồi. Đó, hạt rẻ mà để cho anh em về phục vụ. Đến đâu về phụ tùng thay thế sửa chữa thì nó cũng rất là dễ dàng mua bán và dễ kiếm luôn. Phụ tùng có rất là nhiều. Rồi khi anh em nhận được hàng thì anh em kéo cái le này ra giúp em này. Công tác ở đây, gạt xuống là tắt, gạt lên là mở. Đây là phần đổ xăng pha nhớt anh em nha. Đây là đổ nhớt. Trên này là đổ nhớt để bôi trơn cái lam xích này. Anh em có thể đổ nhớt mới cũng được hoặc là đổ nhớt cũ cũng được. Cái đấy thì không quan trọng. Còn cái này đặc biệt, cái này này là đổ phải xăng pha nhớt cho cửa hàng chúng em nhé. Rồi anh em giật. Đó. Đấy, giật khoảng 2-3 cái, 3 cái đi. Rồi anh em đóng e vào. Rồi giật. Đó. Rồi, cái con này thì nói chung là cửa hàng chúng em thì bán thêm thôi. Bán thêm để cho anh em nào mà có nhu cầu không quan trọng giá thành thì vừa phải, để cho anh em có thể lựa nhé. Còn đây, bắt đầu từ con R2 này đây, R2 cho tới con R8 là con máy Nhật bãi anh em nha. Đấy, từ con R2 cho tới con R8 là máy Nhật bãi nội địa. Và những cái sản phẩm mà như thế này rồi ấy, thì cả chúng em bán thì phụ tùng thì mua bán dễ dàng anh em nhé. Đây, con R2 là một con máy cưa, dòng này là dòng của Hitachi. Nó cũng phân khối của Hitachi nhưng mà nó được dán cái tem khác rồi anh em. Chứ còn máy nó là Hitachi luôn anh em nhé. Le gió của nó đây anh em. Con này thì công suất của nó là 30cc, đường kính trái bít tông là 36mm. 36mm đấy. Con này thì về cho anh em cắt gia đình, cân nặng thì nhỏ nhẹ nha. Cân nặng nó khoảng 4,5 kg. 4,5 kg cả lam xích cho anh em. Và lam con này là 40cm, phần mặt cắt là còn 35cm. Xích là sử dụng xích chuột. Xích này thì bán rất thông dụng ở trên thị trường. Đấy, bán rất nhiều, có mới luôn nhá, đầy đủ nhá. Để làm xích tiếc thì không phải lăn tăn. Đấy. Giá 1.950.000 thì giá này thì đã bao gồm cho anh em phí vận chuyển đầy đủ rồi. Phần bên dưới này đây là đổ nhớt, nhớt để bôi trơn lam xích nha. Đấy, còn bên trên này là đổ xăng pha nhớt này. Anh em chú ý giúp cả hàng chúng em nhé. Ngoài đó thì nó dòng cưa tay dài để cho anh em về phục vụ sử dụng gia đình hoặc là cầm đi cắt cành, làm vườn làm rẫy đấy ạ. Đấy, cầm đi cho nó được nhỏ nhẹ và nhẹ nhàng. Hai ốc chân lam bằng trực tiếp bằng khóa 10 này. Và con này thì công suất của nó là về cho anh em về cắt gỗ đường kính khoảng 20 đến 25 cm đổ lại anh em nhé. Rồi ra test nổ cho anh em nghe luôn. Con này thì tình trạng cái máy quá là đẹp luôn, không có tình trạng bể vỡ gì cả. Dàn nhựa của nó thì không có tình trạng bể vỡ bất kỳ chi tiết nào hay luôn anh em nhé. Đó, về cắt gỗ đường kính khoảng 20 đến 25 cm đổ lại. Nếu mà nhu cầu của anh em mà cắt gỗ mà như thế thôi thì lựa những con này thì quá là ok anh em nha. Rồi. Tiếp tục qua con R3, con này thì nó cũng là dòng thương hiệu Hitachi này. Đấy, dòng thương hiệu Hitachi. Cái tem ở bên này thì nó bị mất một tí xíu rồi. Giá thành thì rẻ hơn cho anh em, 1.900.000. Con này lam vẫn 40cm, phần mặt cắt là còn 35cm. Xích sử dụng xích mini, xích dùng đấy, xích mua bán trên thị trường rất là nhiều và bán cực kỳ dễ dàng. Xích mua bán cực kỳ dễ dàng nha. Sợi xích của nó này khá là dày dặn và đẹp đẽ luôn anh em. Lam xích nguyên zin của nó hết anh em nha. Mặt tiền của nó đây anh em. Này, mặt tiền này quá sáng rồi anh em này. Đấy, anh em nhìn thấy không ạ? Vẫn nguyên zin nguyên bản hết từ A tới Z nha. Hai ốc chân lam vẫn trực tiếp bằng khóa 10 này, đầy đủ cho anh em. Máy móc liền mạch, không có bể vỡ gì cả. Con này thì công suất cũng 30cc, nòng đường kính chai bít tông là 36mm. Về cho anh em cắt khúc gỗ đường kính khoảng tầm 20 đến 25cm đổ lại. Đây, công tác của nó đây, gạt lên là mở, gạt xuống là tát. Phần nắp dưới là đổ nhớt để bôi trơn lam xích. Bên trên là đổ xăng pha nhớt anh em nhé. Những cái con này thì cân nặng thì nó nhỏ nhẹ để phù hợp cho anh em về nói chung là các bác nào lớn tuổi rồi ấy, thì cầm những con này thì nó rất là nhẹ nhàng. Đôi khi làm vườn làm rẫy ấy, thì các bác cầm đi làm vườn làm rẫy thì nó được nhẹ nhàng cho anh em. Đấy, nó không có mệt nhọc gì cả. E gió của nó đây, anh em kéo ra giúp cả hàng chúng em. Đó, hàng tới anh em kéo e ra nhà, giật cho em tầm khoảng 3 cái cho nó nổ cái e một phát như thế rồi. Rồi anh em giật thêm cái nữa. Trong con này thì nó nhỏ nhỏ con một tí xíu thôi, nhưng mà nổ thì nghe đã tai phết anh em. Con này thì về những cái dòng này này thì đến anh em hỏng hóc thì mua bán phụ tùng thì nó quá là dễ dàng luôn anh em nhá. Không những những con mà máy cưa hàng Nhật bãi giá rẻ như kiểu là triệu 2, triệu 3, triệu 4, triệu rưỡi thì ấy thì mua bán phụ tùng thì rất là khó. Nhưng mà riêng những con như thế này thì mua bán phụ tùng thì rất là dễ dàng. Nói chung là nếu mà anh em mà mua máy của cửa hàng chúng em ấy, thì đến nữa phụ tùng thì em cứ cam kết cho anh em là kể cả như thế nào thì không có thì anh em cứ liên hệ cho em, thì em sẽ phải có trách nhiệm thì em kiếm phụ tùng cho anh em. Rồi qua con R4 này anh em. R4 là dòng này dòng Kioritz, dòng này C300, công suất của nó là cũng 30cc, đường kính trái bít tông của con này là 38mm anh em nhá. Đường kính trái bít tông 38mm. Đấy. Con này thì nó thiên về bền bỉ cho anh em. Bởi vì cái vòng tua của nó thì nó cũng vừa phải thôi, thì nó cực kỳ bền cho anh em và tiết kiệm nhiên liệu anh em nhá. Giá con này là hệ máy cưa nòng đứng. Đấy. Đấy, anh em nhìn nó, máy quá vip luôn nhá. Tem mác hầu như là còn chuyển chỉ này. Con này thì cũng về để cho anh em cắt về sử dụng gia đình thôi. Cho anh em cắt khúc gỗ đường kính khoảng tầm 20 đến 25 cm đổ lại. Thương hiệu Kioritz này, Echo này. Đấy. Giá 2 triệu 4. Tem mác là còn chuẩn chỉ nhá. Đây là cái tem bảo hành bên Nhật này, nó còn số điện thoại luôn này nha. Đấy, hai ốc chân lam bạn trực tiếp bằng khóa 13 này. Lam con này là 35 cm, phần mặt cắt là còn 30 cm. Xích con này nó là xài xích chung 91 anh em nha. Xích này thì nó dùng chung với sản phẩm của máy cưa điện, mua bán thì cũng khá là nhiều và đầy đủ. Mặt tiền anh em nhìn mặt tiền này, phần bô của nó hầu như chưa có vết hàn gì anh em nhá. Tình trạng con này quá đẹp luôn anh em. Đấy, thằng xích khóa xích sử dụng đầy đủ cho anh em luôn này. Nhằm thấy ok không ạ? Trục giật trợ lực, có núm bấm xăng phụ đầy đủ cho anh em nữa. E gió là e gió tự động luôn nha. Đó. E gió tự động này, bóp tự này về. Con này thì rất là nhiều công nghệ, và nhún treo của nó là hệ thống nhún treo lò xo này anh em nhá. Anh em nhìn thấy không ạ? Cái nhún treo lò xo này thì nó xài nó thích hơn là cái nhún treo bằng cao su như những con máy như thế này. Đấy, những con máy này là nhún treo bằng cao su này anh em. Đấy, còn cái này nhún treo lò xo thì nó êm ái luôn anh em. Êm ái luôn để cho anh em về sử dụng. Rồi, giật test nổ cho anh em nghe nha. Kéo e ra giúp cả hàng chúng em, công tác thì gạt lên nha. Nhớ là gạt lên giúp cả hàng chúng em. Trục giật trợ lực này. Đó. Thế nổ cái e phát bóp ga lên. Lấy chân đè vào ga cũng được. Con này thì nói chung là nó bền là chủ yếu, bền và tiết kiệm nhiên liệu là chủ yếu. Còn công suất của nó thì nó cũng chỉ ngang với mấy con nhỏ nhỏ như thế này thôi. Về để cho anh em sử dụng gia đình là chủ yếu. Đấy, và cái hệ máy cưa này là hệ máy cưa nòng đứng luôn anh em nha, chứ không phải là nòng nằm. Đấy, bên trong máy này anh em nhìn thấy có chất lượng không ạ? Từ buji, cuộn điện này, bình xăng con này, lọc gió là lọc gió bông luôn anh em nha. Đấy, cực kỳ kín và đẹp luôn. Và tình trạng con này thì đẹp tầm khoảng 90% cho anh em, khá là chất lượng rồi anh em nhá. Giá thì chỉ 2 triệu 4 thôi. Con này thì nếu mà nhu cầu anh em về cắt những khúc gỗ đường kính khoảng 20 đến 25 cm đổ lại mà kinh phí mà ok một tí xíu thì lựa con này thì về thì xài cực kỳ bền anh em nhá. Và dòng này nó cũng là dòng đời cao, mua bán đến nó hỏng hóc ấy thì mua bán sửa chữa linh kiện thì nó cũng khá là dễ dàng, không có khó khăn và mệt nhọc gì cả. Đấy. Rồi, vào đây là qua hàng bên trên này anh em, bắt đầu qua hàng bên trên nhá. Những sản phẩm để cho anh em về sử dụng chuyên khai thác này anh em. Chuyên khai thác, chuyên nghiệp và khai thác tầm trung nhá. Đầu tiên là một con máy cưa ECHO V3700. Đấy, theo máy này là một cây lam Latin luôn, đầu Latin còn dày dặn nguyên luôn anh em nha. Anh em nhìn thấy đầu Latin không? Xích sử dụng là xài xích mini, xích mua bán trên thị trường rất là nhiều. Con này là giá của nó là 2.950.000. Công suất của nó này là 37cc anh em nha. 37cc và có xả áp ở bên này cho anh em luôn. Máy móc cam kết nguyên zin nguyên bản cho anh em từ A tới Á. Anh em không phải lăn tan gì cả. Đây. Dòng này đây. Kioritz code này, Made in Japan này. Mã số của nó là 003521. Và nếu mà anh em mà muốn đặt con này thì báo cho em là con R5. Anh muốn đặt con R5 là cả chúng em biết ngay cái con này nhá. Con này thì nó về sử dụng khai thác tầm trung cho anh em được luôn. Áo chân lam vẫn trực tiếp bằng khóa 13 này. Theo máy là lam Latin luôn anh em nha, chứ không phải là lam tạp nham, lam đểu đâu ạ. lam và nguyên zin của nó luôn đấy ạ, lam Echo này anh em. Đấy, Echo lam xích nguyên zin của nó luôn anh em nha. Đó, nhu cầu về con này là nó về sử dụng khai thác tầm trung cho anh em cắt khúc gỗ đường kính khoảng tầm 30 đến 35 cm đổ lại, 40 cm đổ lại thì cắt vô tư luôn. Con này thì nó là công suất lớn mà, 37cc, đường kính chai bít tông của nó là 40 mini. Lam của nó là 40cm, phần mặt cắt là còn 35cm anh em nha. Thắng xích, khóa xích sử dụng đầy đủ cho anh em này. Đấy, anh em không phải lan tan gì cả, đầy đủ chức năng cho anh em. Phần bên trên này là đổ xăng đổ nhớt để bôi trơn lam xích, nói lộn nhà, đây nó có ký hiệu ở đây này anh em. Nhớt để bôi trơn lam xích. Còn bên dưới này là đổ xăng pha nhớt. Con này thì về chuyên khai thác tầm trung cho anh em được luôn. Rồi, khi mà anh em giật nổ anh em kéo ra giúp cả hàng chúng em. Công tác gạt lên. Gạt lên nha. Giật cho em. Rồi, giật cho em mấy cái nó khi mà nó nổ cái e một phát rồi á. Anh em đẩy ra vào. Bóp ra lên. Gang ti ông rất là êm, gang ti em cho hơi nhỏ. Đó, chỉ gang ti nó cao cao một tí xíu thì nó đỡ tát anh em nha, đỡ tát. Đấy, nổ gang ti rất là êm luôn anh em, nổ tăng luôn như xì bo luôn anh em. Và đặc biệt nha, con này nó là cái lọc số của nó là lọc gió giấy anh em. Đấy, lọc gió giấy tháo cho anh em xem luôn nha, chứ không phải là lọc gió bằng lưới những cái con máy cưa giá rẻ. Con này lọc gió giấy để giúp cho anh em cái luồng không khí nó vào bên trong máy được sạch sẽ. Đó, độ bền của nó rất là cao anh em thấy không ạ. Đó, về con này thì nó thiên về để khai thác là chủ yếu anh em nhé. Và được đặc biệt là theo máy là lam Latin luôn chứ không phải là lam bánh xe, thì độ bền của nó rất là cao anh em. Cái lam Latin đó là lam đúc anh em nhé, không phải là lam ép. Giá 2.950.000 đã bao gồm phí vận chuyển và tặng kèm phụ kiện cho anh em bảo hành lên đến 6 tháng cho anh em. Cam kết cho anh em nguyên zin nguyên bản, nếu mà anh em đặt hàng nhá, nhận hàng mà linh kiện mà các anh em là thấy mà linh kiện nào mà đã thay thế sửa chữa còn cho em xin phép đền 10 lần tiền cho anh em. Đấy. Con R6, con R6 đây, con này là cũng dòng Kioritz, và này dòng này là đời cao anh em. Dòng Kioritz đời cao nha, công suất của nó là 37cc, đường kính chai bít tông là 40mm. Giá của nó là 3.4 triệu, dòng này nó là dòng đời cao, nó là chuyên về để sử dụng cho những cái người mà khai thác đây ạ. CS này, CS37RS này. Đấy, nó lại thêm RS ở đây nữa là cái phần đấy, RS này. Đấy. Cái phần RS này là những sản phẩm cao cấp để cho những cái người mà chuyên về sử dụng để khai thác đấy nha. Nó đặc biệt là lốc hợp kim nhôm luôn này anh em. Đấy, tiền nào của đấy. Giá 3.400.000 thì nó có cái giá của 3.400.000 anh em nha. Đấy, tích hợp cho anh em chụp giật trợ lực này, bình xăng này. Anh em nhìn con này quá VIP Pro luôn anh em, có đúng mâm xăng phụ đầy đủ cho anh em. Hai ốc chân lam bằng trực tiếp bằng khóa 13. Và con này đặc biệt nó là xài xích lớn anh em nha, xích 325. Và lam của nó hệ thống lam là lam tản nhiệt. Đấy, lam tản nhiệt này em thấy không ạ. Đấy, lam con này là dài bao nhiêu đây? Để chúng em thì em lấy cái thước và em bỏ em đo xem này nó là bao nhiêu. Lam của nó dài là, vâng, lam của nó cực kỳ dài nhá, lam 45 cm, phần mặt cắt là còn 40. Đây, phần mặt cắt của nó là còn 40cm này anh em. Và đặc biệt nó là lốc hợp kim nhôm. Cái lốc hợp kim nhôm này thì nó chất lượng hơn, để cho giúp anh em về sử dụng khai thác chuyên nghiệp, với lại là sử dụng với tần suất nhiều đấy ạ. Thì cái lốc hợp kim nhôm này thì nó sẽ giúp cho tản nhiệt được tốt và nó chịu nhiệt được tốt, thì nó bền bỉ cây máy hơn rất là nhiều anh em nhé. Thắng xích, khóa xích sử dụng đầy đủ này. Dòng này nó là dòng đời cao anh em nha, nó sản xuất từ năm 2010 mấy đấy ạ. Đó, nó sản xuất từ năm 2010 mấy đấy anh em. Và linh kiện thì nó còn khá là nhiều và đầy đủ. đúng xăng phụ đầy đủ này. Khi mà anh em nhận được hàng, anh em cứ bơm xăng lên giúp cả chúng em. Anh em kéo phần e gió này ra. Đó, kéo phần e gió này ra nha. Rồi anh em giật cho em. Công tắc gạt lên. Đó, anh em đóng e vào. Đó, những cái con này thì nó công suất của nó thì nó tựa giống như kiểu là những cái dòng mà máy cưa STIHL 021 và 023 đấy ạ. Nhưng mà cái con này em cam kết nếu mà để so con này với là so STIHL 021 023 nhé, thì con này chấp mắt luôn. Con này chấp nửa mắt với mấy con đấy luôn. Đấy. Có điều là dòng STIHL ấy, thì nó thương hiệu nó khá là nổi tiếng rồi, nên là nhiều bác thì cứ thích cái dòng STIHL thôi. Nhưng mà cái dòng này xài thì cực kỳ thích luôn anh em nha, hệ đề cao nữa, xài cực kỳ sướng. Đấy, em vừa đem giật test nổ cho anh em nghe không? Con này thì về để khai thác như khai thác keo, khai thác chàm là quá ok luôn này. Khai thác keo, khai thác chàm nó ok luôn anh em nha. Cho anh em cắt vanh đường kính khoảng tầm 30-40 cm đổ lại là con này là khá là ok luôn. Rồi lại tiếp tục qua một con máy cưa Shindaiwa. Con này là dòng Shindaiwa 380 anh em nhá. Shindaiwa 380 làm cực kỳ dài luôn, 45 cm, phần mặt cắt là còn 40 cm. Lam là lam đầu la tinh luôn anh em, đầu khá là dày dặn và cao bản này. Xích là xài xích mini, xích mua bán trên thị trường rất là nhiều. Cái dòng xích mini thì nó giúp cho cái mạch gỗ nó được nhỏ. Con này thì về để khai thác keo chàm luôn nhá. Công suất lên đến 38 cc và đường kính chà bít tông của nó là 40 mm anh em. Và cái vòng tua, những cái dòng Shindaiwa đó là vòng tua mở anh em nhá. Đấy, giá 3.150.000. Máy móc này, con này thì bán cực kỳ nhiều luôn rồi. Em giới thiệu rất là nhiều, hầu như là các bác nào mà am hiểu về bánh cưa thì không còn xa lạ với thương hiệu này nữa rồi. Ở dưới ngả miền Tây sông nước ấy, thì các bác biết về thương hiệu này nhiều nhất nhá. Cái Shindaiwa này dưới ngả miền Tây các bác thích xài nhất này. Nó bền bỉ cực kỳ luôn. Đấy, lốc là hợp kim nhôm này anh em, lốc hợp kim nhôm luôn nha. Và con này thì đặc biệt đời cao, có núm mớn xăng phụ đầy đủ cho anh em. E gió của nó đây. Đó, kéo e ra, đẩy e vào. Và hai ốc chân lam bật trực tiếp vào khóa 13 này và có xả áp cho anh em luôn. Đời này thì đời cao anh em nha, có núm mớn xăng phụ, có xả áp. Và bình xăng nó là bình xăng nhựa chứ không phải là bình xăng sắt. Những cái con máy cưa mà đời Shindaiwa mà đời thấp ấy ạ, thì nó sẽ là bình xăng sắt. Còn những cái dòng đời cao thì nó bình xăng nhựa. Bình xăng nhựa thì nó sẽ giúp cho anh em cái trọng lượng của cây máy được nhẹ nhàng hơn, anh em cầm đi nó thoải mái hơn, mà cái công suất của nó thì vẫn thế. Còn đôi khi mà những cái dòng đời cũ ấy, bình xăng sắt ấy thì nó cực kỳ nặng máy luôn, cầm đi nó nặng nhọc, cực kỳ mệt. Đấy, con này thì về để khai thác keo, khai thác chàm ok luôn anh em nha. Làm 45 cm, phần mặt cắt là còn 40. Đấy, phần bên trên này là đổ nhớt để bôi trơn lam xích này, bên dưới là để sang pha nhớt. Con này nó là xài chuyên nghiệp luôn anh em, về xài chuyên nghiệp cầm đi kiếm cơm luôn đấy ạ. Anh em nhìn đó, máy khá là đẹp và tình trạng không có bể vỡ và dàn áo thì quá là ok. Rồi giật test nổ cho anh em nghe nha. Hàng tới anh em bơm xăng lên giúp cả chúng em, kéo cái e này ra, dây giật này cho anh em nhìn sợi dây giật này, anh em chấm điểm xem là nó được bao nhiêu điểm. Con này tình trạng quá đẹp luôn anh em nhá. Đẩy e vào cho anh em nghe này, tí nổ của nó, cái tiếng nổ của nó, cái vòng tua của nó mở ấy, nghe cực kỳ rát tai luôn. Thấy không? Nghe nổ nghe như pháo hoa anh em luôn. Cái công suất của con này thì có 38. Nhưng mà so với con này nhá, công suất 38 cc thì nó phải so với giống như kiểu là nó phải khỏe ngang, giống như kiểu STIHL 024 mà như kiểu 250 đấy anh em. Cái vòng tua của nó cực kỳ khỏe luôn anh em nhá. Rồi cuối cùng trong lô ngày hôm nay đây anh em, cuối cùng trong video ngày hôm nay. Con này đó là dòng máy cưa STIHL. Đây, với chế STIHL xong thì cuối video lại có một con STIHL nữa anh em. Con này thì nó là dòng 170. Con này thì nhỏ nhỏ để cho anh em về sử dụng gia đình thôi. Cắt cho anh em khúc gỗ đường kính khoảng tầm 30-35cm đổ lại anh em nha. Có tích hợp chụp giật trợ lực cho anh em. Và dòng này đó là dòng C. Dòng 170 thì nó sẽ không có chụp giật trợ lực. Và 170C là nó có chụp giật trợ lực. Giá của nó là 3.200.000. Con này thì đường kính chai bít tông 37mm. Lam của nó là 40cm. Phần mặt cắt là còn 35cm anh em nha. Đây, phần mặt tiền của nó đây. Bồ này anh em nhìn đúng không ạ? Máy móc cam kết cho anh em là nguyên zin nguyên bản hết nhá. Tem mác còn nguyên bản cho anh em luôn. Thắng xích khóa xích sử dụng đầy đủ. Đấy, thắng xích khóa xích sử dụng đầy đủ, không chê điểm gì. Hai ốc chân lam bằng trực tiếp bằng pháo 19 này. Coi tình trạng quá đẹp luôn anh em. Quá đẹp và quá ngầu luôn nha. 3.200.000. Con này thì cho anh em về sử dụng làm vườn làm rẫy nha. Chứ khai thác thì con này hơi yếu, không khai thác được. Vô cùng. Vâng, và tổng cộng những con máy sau đây ấy, thì khi các bác mua hàng của cửa hàng chúng em nhé, cam kết phụ tùng đến nữa hỏng hóc sửa chữa thì có sẵn cho anh em để cho anh em dễ dàng thay thế và sửa chữa. Đấy, đây là anh em hoàn toàn yên tâm, bởi vì những cái hàng sản phẩm máy cửa hàng chúng em giới thiệu trong này này thì đều là những sản phẩm máy cưa đời cao và trên thị trường người ta sử dụng rất là nhiều, nên là anh em về mua về sử dụng thì cực kỳ yên tâm nha. Không lo đến nó hỏng hóc mà phụ tùng không có để mà sửa. Vâng, và video cũng khá là dài rồi, chúng em xin kết thúc video tại đây. Hẹn anh em những video tiếp theo.